Chia sẻ lên nhóm gắn thẻ bạn bè. Lâu quá không live stream cái nó có nhiều chức năng. Hello mọi người. Ghê không? Thấy tôi canh giờ hay không? Thấy canh giờ mà các bạn đã học bài xong rồi, giờ này là chỉ bấm điện thoại thôi, cái giờ này lên mới nói chuyện được nhiều với mọi người. Hello 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 Huyền Trang, hello Hồng Nhung, hello Liên Bảo Ngọc. Anh ngộ quá ha, khoảng tầm mấy tháng anh mới livestream, bởi vậy á mình phải tích góp nhiều tháng mình livestream một lần mới có nhiều chuyện mới nói được với các bạn. Hello Khả Ai, hello Hồng Liên, hello Huyền Trang. Chứ thí dụ mà bữa hổm có mấy bạn nói anh là cứ livestream thường xuyên để nói chuyện mọi người, thí dụ vậy rồi có chuyện gì đâu nói. Mình phải lâu lâu mình like một lần để người ta còn tương tác nữa chứ. Hello Hồng Chí Linh. Anh mới vừa đi họp báo ra mắt phim điện ảnh Pháp Sư Mù của anh Huỳnh Lập về. Có Leo và Jen phải ở đó xem phim luôn, còn anh đói quá anh phải về anh ăn. Nhưng mà trong lúc đợi đồ ăn thì anh tranh thủ lên livestream nói chuyện với mọi người tí xíu, tại là cũng khá là lâu rồi chưa có nói chuyện với các bạn. Tôi chào chú, đợi chú Eki. Tóc hết đỏ. Các bạn đang làm gì vậy? Cũng khá là nhiều bạn chắc giờ này cũng học bài xong rồi nên rảnh rỗi lên. Hello chị Đan Thanh. Ra Hà Nội. Nói chung là sẽ có dịp và các bạn hãy chờ đợi đi. Có dịp ra là anh ra. Giờ biết nói gì vậy ta? Các bạn có không muốn hỏi gì không? Tại lâu quá chưa có kiểu lên đây để nói chuyện với mọi người á, nên các bạn muốn hỏi gì không? Đi xem phim. Nói chung là cũng vừa đi ra mắt phim của anh Huỳnh Lập về là phim Pháp Sư Mù á, thì KZ cũng khuyên các bạn nên xem đi, khá là hay ấy. Kim Ngân chưa học luôn, học bài gì trễ quá vậy? Các bạn ơi, các bạn có xem Bị Lắc Trần Thảo đi coi phim phim gì giờ? Đi coi phim Pháp Sư Mù kìa, hay lắm kìa, đi coi đi, thề. Bộ phim lần này cũng khá là đầu tư của anh Huỳnh Lập ấy. Rồi giờ cái phòng của Leo là các bạn biết cái rừng nhiệt đới không? Như cái rừng thú bệnh. Nghe đồn Leo sắp nuôi thêm nhện nhện. Nuôi kiểu gì nuôi giờ như cái phòng như cái rừng thú. Rồng đất.
ghê quá, mấy người ác quá, chưa gì mấy người rồi ăn thịt tôi báo công an bây giờ. Hello em, hello Khánh Đoàn, lâu quá không gặp em. Tại dạo này sợ bị mọi người quên nên livestream nói chuyện với mọi người, bởi vậy có muốn nói chuyện gì thì mình cứ thổ lộ hết ra ngày hôm nay đi, thì tôi nhìn tôi sẽ nhớ. Tôi là người để ý comment cực kỳ nhiều, viết nhẹ là thấy đó. Tháng này hình như có phim, cũng có nhiều phim hay mà. Nói ra là nãy đi họp báo thôi chứ cũng chưa xem nữa, tại nãy là có anh Chibin và Han phải về trước Alan nữa, tại mọi người cũng đói bụng nên phải về trước. Còn có bé Leo với Jen phải ở lại xem phim. Nãy đi cũng khá là đông. Không biết là khi nãy có bạn nào ở bên Vivo City không nhỉ? Nhớ quá vụ ngộ ha. Dạo này đến tối là tôi bị ho. Hồi nãy mắc cười đang trả lời phỏng vấn cũng ho như thường. Sáng chả bị gì, tối là ho. Đúng rồi, bây giờ like nhiều thì mọi người sẽ nói mình là nói nhảm, lâu lâu thì mình mới like để mình nói chuyện với các bạn. Bởi vậy tôi nói rồi, hôm nay là có tất cả cái gì á, mấy người bộc lộ thì mấy người bộc lộ ra hết đi. Ở đây nè, ngồi tôi ghi nhận hết cho. Cũng muốn hỏi gì hỏi luôn đi. Đúng rồi, còn Leo xem. Hello em, hello Phương Trinh. Rồi mẹ đang xem, rồi mẹ dạo này thức khuya quá. Mẹ dạo này thức khuya, mẹ vô xem, hello mẹ. Kinh nhỉ. Ở đây anh thấy có một bạn hồi nãy còn bên chỗ họp báo ra mắt phim, một số bạn fan còn ở bên kia mà sao giờ bắn cái đụng cái vô livestream mà nhanh ghê ha. Kinh nhỉ. Trời ơi, tôi nghe đồn là thả tim nhiều quá là nó sẽ bị lắc máy đó. Hiện giờ là tại ở trong chỗ công ty của Zero này thì nó phải có hai cái tòa nhà của Him Lam chặn lại, nên bây giờ sóng nó vào đây rất là yếu, nên nãy giờ là livestream bằng 4G nó có bị lắc không. Hello Hoàng Mỹ, gì dấu hiệu mắc cười với người nhỉ, ăn người sao rồi sống. Sắp tới ngày gì rồi các bạn biết không, đoán thử xem. Banh không xưa xưa anh đá banh hay lắm, đá cực kỳ hay, dự bị không không bao giờ cho ra sân đá thiệt luôn, chán thiệt. Mình cũng là đáng ra xưa không theo nghiệp khác, mình cũng là cầu thủ tương lai dự bị không à. Bao giờ à
Thì khi nào ra thì sẽ có người thông báo, sẽ có người thông báo cho các bạn fan ở Hà Nội. Mà tại giờ anh thấy cũng không có show diễn gì nhiều á ở phía ngoài Bắc. Chứ thật ra là KZ cũng rất là thích đi lưu diễn ở ngoài Bắc nhiều. Có năm 20, như anh nhớ anh không lầm là năm 2018 là cái năm mà Zero Night đa số là lưu diễn ở Bắc nhiều. À, đúng rồi, hình như là sẽ có một show diễn thì có gì Bay sẽ thông báo cho các bạn sau. Không nhớ nữa khi nào tới. Không phải không không biết phải ngoài Bắc không nha. Anh nghe thoáng là thông tin vậy thôi. Đúng rồi, xin thằng ai vậy? Trong nhóm Zero Night ai chơi? Anh lúc trước cũng có chơi nhưng mà bỏ. Bán dở quá, lười. Bán dở nên lười chơi quá. Cái khúc mà cái lúc mà mình xóa nó đi rồi rất là nhiều người nhắn tin rủ chơi mà lười lắm, bắn gì mà bị chết hoài, không bao giờ top 1 được. Hiêm Phạm đồ nhắn tin cứ rủ chơi mà chơi dở lắm thiệt. Nói chung là tất cả cái con game nha, từ khi xưa luôn, cái lúc mà còn nhỏ xíu rồi bắt đầu chơi game, mà game nào mà khi chơi lâu thì mới chơi hay được, còn kiểu như dễ bị chơi một tí xíu rồi cái nản á, chơi chết cái nản xóa luôn. Rồi. Anh cảm ơn. Anh cũng nhớ, rất là nhớ các bạn fan ở Hà Nội. Không mà chỉ riêng các bạn ngoài Hà Nội không đâu, các bạn ở ngoài miền Trung, các bạn ở ngoài nói chung là ngoài khu vực Sài Gòn á, thì mong rằng sẽ có một cái tour đi khắp mọi nơi để gặp gỡ tất cả các bạn. Tại mỗi lần ở show Sài Gòn nhiều á, thì cũng tội cho các bạn ở xa, tại không bao giờ mà các bạn tham gia show cùng với nhóm được. Mong rằng thì sẽ có một dịp nào đó mà Zero Night tri ân thì sẽ đi lưu diễn nhiều nơi, đi gặp được nhiều các bạn hơn, mọi người hơn. Cái tình cảm trao nhau cũng tới đó rồi đúng không? An Giang. Ôi, anh Tuệ xem à. Hello anh Tuệ. Không, thật ra là cũng tâm sự với các bạn luôn, là cũng khá là lâu rồi. Kiểu như Zero Night cũng ít gặp mọi người, các bạn fan ở xa. Hồi xưa còn đi Bắc đồ nhiều thì gặp ở các bạn ngoài Bắc. Thì cũng mong á, như nãy giờ KZ có chia sẻ với các bạn á, là cũng mong có một ngày thì sẽ có một ngày tri ân gì giữa nhóm và các fan, như fan meeting lần thứ hai cũng chẳng hạn, thì sẽ mong thì làm được chỗ đi ngoài Bắc, ngoài Nam, ngoài Trung đồ thì dễ có cơ hội để giao lưu với nhiều sư khổ nhiều hơn. Tôi thề với mấy người là live stream xong cái này là tôi sẽ xóa liền. Tôi không có đăng Facebook. Live stream đăng Facebook cái mấy người tua mấy cái đoạn tôi mà đoạn xấu nhất ha, hình chỗ diềm nhất là mấy người chụp lại, mấy người đăng Facebook, mấy người đâu có tốt gì với tôi đâu.
người đăng ha. Phẫu cấp 2. Nếu mà có kinh phí, có đầy đủ nhà tài trợ thì gieo này chắc là sẽ tổ chức một cái gì đó là bão cấp 10 luôn, chứ không có bão cấp 2. Một thì lên hai thì con đường nó ngắn quá, mình phải tổ chức từ một đẩy một cái dèo tới 10 luôn, hiểu không? Mình không có cấp 2. Phương Dung dạo này đẹp trai quá à, thì trước giờ anh xấu giờ anh đẹp trai hả, ý em vậy đúng không? Khi xưa giờ livestream là vừa xong là sẽ có một đống hình dìm về tôi rồi, nên phải tranh thủ xóa. Chứ không là sẽ bị dìm nữa. Nay thứ mấy giờ? Nay thứ tư đúng không? Mà chắc ơi, nói thiệt là hôm qua tôi khi Jim mới nhận lịch là còn có 71.000 rồi đó mọi người. Mọi người thấy ghê không? Nhanh, mới hồi nào mà còn diễn những bài Tết mà hôm nay chuẩn bị tập lại bài Tết. Mà nói thiệt nha, nói gì quên ta. Hello hello Toàn Nguyễn, hello chú. Không, anh không dám bật nhạc đâu, livestream bật nhạc nó bị lỗi bản quyền á, quyền nhạc là nó bị giam cái sao nhờ, nó bị khóa luôn cái livestream của mình nữa. Thôi bây giờ chắc hiện tại bây giờ chắc mọi người cũng kiểu như đang học bài cho ngày mai mà đúng không? Chắc anh like tầm 5-6 phút nữa anh tắt là được rồi. Với kiểu như chắc mai mốt lựa ngày like, chắc lựa một là tối thứ bảy, hai là chủ nhật, trưa chiều chủ nhật, ở tối chủ nhật mọi người cũng học bài thì nên nên vậy thì sẽ thuận tiện hơn. Hello anh Khôi, hello anh. Sao mọi người im lặng quá vậy? Nói gì đi chứ. Không, nói thiệt ta, hồi nãy định nói với mọi người cái gì á mà quay qua quay lại cái quên mất tiêu. Nhóm có dự định tổ chức fan meeting ở Hà Nội không? Cái này anh cũng không biết, tại cái này là công công ty sẽ sắp xếp mấy cái chuyện đó, nhưng mà nói chung là như vậy chắc anh nghĩ cũng sẽ có, tất nhiên là phải có chứ. Anh nghĩ là fan meeting nó không phải là nằm một trong một cái khu vực Hà Nội không, mà nó còn nhiều chỗ nữa. Nhưng mà quên gì? Quên cái gì? Không, toàn là mấy bạn fan thân cận như Hải Yến nè, toàn là đa số là ai fan thân cận cái vô cà khịa lâu lâu tôi.
Trời ơi. Đúng không? Tự nhiên nãy giờ nó bị lắc trời. Biết này, các bạn thấy không? Các bạn thả. Các bạn năn nỉ luôn á, đừng thả tim nữa. Đã rồi bị lắc á, bị tụt cùng người xem nè, thấy không? Tội tôi mà. Hôm nãy đang nấu dưới chừng ai nấu cái gì đó tôi không có đọc được nữa. Trời ơi, tự nhiên hồi nãy nó bị đứng giờ. Mới kết nối wifi, bây giờ wifi nó bị đứng nữa mới down nè. Ừ lắc quá ha. Thôi vậy chắc mình ngưng đi ha. Tại anh nghĩ nói tới đây cũng được rồi. Nãy giờ cũng nói chuyện với các bạn cũng khá là lâu rồi. Nói nhiều cũng có đây chả biết nói gì đâu, đúng không? Sẽ có dịp thì like lâu hơn. Chứ bên cạnh tôi chả có âm thanh, chả có cái gì đó. Hát hò gì tầm này. Nói chung là sẽ có dịp để anh lựa ngày tầm khoảng tối thứ bảy, hoặc là kiểu như tối thứ bảy hoặc là sáng chủ nhật chẳng hạn, like mấy cái đó thì các bạn ở nhà và thời gian rảnh rỗi các bạn nhiều hơn. Thời gian rảnh của các bạn nhiều hơn thì mình có thể nói chuyện chứ tự nhiên ngộ qua con người tôi lúc lên lúc xuống, hồi nãy đang like nói chuyện ngon lành cái nãy giờ, tự nãy giờ nó bị đứng. Nó bị đứng cái mình bị tụt hứng nói, buồn giận quá, giận cái mạng quá, giận mạng 4G quá, giận cái wifi nhà quá. Tình hình là Bin đi đang đi mua đồ ăn cho Casey à, mình like nãy giờ chắc cũng lâu mà Bin vẫn chưa về, khá là đói. Không, thấy chưa, lắc rồi, khá là đói bụng. Bây giờ nằm nghỉ ngơi một tí xíu rồi đợi Bin về. Buồn ngủ quá ta. Tự nhiên nay nhìn vô màn hình cái buồn ngủ à. Thôi nói chứ hello chủ đội chị, hello Lê Quách Tường Vi, tháng 11 này sinh nhật ai vậy anh? Biết sinh nhật ai không biết à, 17 tháng 11 sinh nhật anh Lệnh nè. Tự nhiên bữa hổm lên mạng cái xem cái cung với mình, cái anh từ cung nhân mã cái anh bị chuyển thành cung gì đó anh cũng chả nhớ nữa. Nói chung là nó bị chuyển đổi cung rồi mà chắc không có đâu ha, chắc người ta chế ra thôi chứ nhân mã muôn năm. Thôi bye bye mọi người nha, đến lúc nói lời tạm biệt rồi. Xe pin đi lâu lắm, nãy giờ vẫn chưa thấy đâu. Các bạn cũng tranh thủ ngủ sớm đi, bây giờ là mấy giờ nhờ, bây giờ là 9 giờ mấy rồi, ít gì 9 mấy gần 10 giờ, cũng tranh thủ ngủ đi, mai còn đi học. Xưa học là 5 rưỡi phải dậy rồi, 5 rưỡi phải dậy rồi, chuẩn bị đánh răng rửa mặt đồ soạn cặp vở rồi. Nước bánh tráng giờ nè, thôi anh cảm ơn nha, thích lắm mà kiểu như lâu lâu lên con hứng mới ăn thôi.
nói chung là hứng lên mới ăn chứ thèm lâu lâu thèm bánh tráng trộn rồi cái kiểu này. Rồi quên nãy giờ tôi nói tắt mà nãy giờ tôi mấy bạn cứ kích cho tôi nói hoài vậy nè, tha cho tôi đi. Đã, trong công ty này tôi nói ít nhất mà các bạn cứ ghẹo cho tôi nói nhiều hoài à, mà khô môi quá nè. Thôi tạm biệt mọi người nè, chúc mọi người có một buổi tối thật là vui vẻ và nhớ học bài đàng hoàng để ngày mai còn lỡ mà thầy cô còn khảo bài còn biết đường để lấy điểm ha. Nói chung là chúc các bạn ngủ ngon nha. Bye.